lại anh không? Dạ, chào anh Giang. Hôm nay anh quay lại nữa nè. Dạ. Thì bây giờ anh sau khi anh đến dự án này một lần thì cũng gặp Nam, Nam chia sẻ vài thông tin về dự án Rarangbon City. Thì bây giờ Giang đã chia sẻ đến một số khách hàng, thì một số anh chị khách hàng thì cũng hỏi Giang là tại sao lại đầu tư tại vị trí dự án này, và vị trí dự án này có những cái điểm đặc biệt nào mà đáng cho nhà đầu tư có thể là đầu tư tại đây hả Nam? Dạ. Thì theo anh thấy thì khách hàng có 5 cái lý do chính để mà đầu tư. Thì thứ nhất là về vị trí, nó nằm ngay khu công nghiệp Đức Hòa Đông, bên khu công nghiệp An Hạ, khu nghiệp Hải Sơn đó, nằm giáp ganh, cách Bình Chánh chỉ có một con kênh thôi. Mà thường thường ông bà ta có câu đó là nếu mà mua một mảnh đất nào thì sẽ có câu là nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Thì cận thị là như thế nào? Cận thị mình nằm ngay khu công nghiệp đô, khu đô thị, khu đô thị công nghiệp của Đức Hòa luôn. Đặc biệt là mình ăn luôn cả hai làn sóng là của Đức Hòa lên thành phố và Bình Chánh lên thành phố. Nhị cận giang, nhị cận giang là dự án mình giáp ba mặt tiền luôn, nằm trong khu Cầm Bao luôn. Tam cận lộ, ba mặt sông. Tam cận lộ, tam cận lộ mình nằm trên vành đai đường khu công nghiệp của tỉnh Long An. Đó, thì ba cái mấu chốt đó giúp mình nâng cao cái giá trị của cái dự án mình. Thêm vào đó là đây, cái lý do thứ hai á là đây là một khu đô thị Cầm Bao rộng 48 hecta. Đây là khu đô thị có quy mô quy hoạch bài bản luôn. Thì trong đây có bên em có các sản phẩm như là villa nè, nhà ở liền kề nè. Thêm vào đó là có cụm căn hộ cao cấp nữa. Mà khi có cụm căn hộ cao cấp á, bên em có luôn cả trung tâm thương mại. Đặc biệt nữa là có luôn cả trường học và bệnh viện phục vụ cho cư dân sinh sống tại đây luôn. Đó, cho nên này, khu này bên em thiết kế theo kiểu là khu đô thị Cầm Bao, cho nên nó rất là an ninh và an toàn cho cư dân về đây định cư cũng như là sinh sống ở đây. Đó, cái thứ ba để mà anh chị quyết định đầu tư là cái pháp lý. Thì pháp lý bên em đã hoàn chỉnh rồi, 1/500 và có luôn cả giấy phép xây dựng. Cho nên về phần pháp lý anh chị đầu tư ở đây thì cứ yên tâm. Đó. Thêm vào đó nữa là bên ngân hàng Vietinbank đã nhảy vào hỗ trợ dự án bên em rồi. Ít có dự án nào mà giai đoạn 1 mà ngân hàng nhảy vào hỗ trợ lắm. Tại vì khi mà ngân hàng họ muốn hỗ trợ thì họ thấy thứ nhất là về pháp lý phải ok nè, quy mô dự án phải ok nè, thì họ mới dám bước vô họ đầu hỗ trợ. Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ bên em là tối đa tới 70% và trong suốt 20 năm lận. Đó. Thì những cái lý do đó đó góp phần nâng cao cái giá trị dự án mình lên. Đó. Hình như theo anh biết là dự án của chúng ta là triển khai giai đoạn đầu tiên đúng không em? Đúng rồi, hiện tại là dự án đây là giai đoạn đầu tiên luôn, cho nên đây là giai đoạn vàng và cơ hội vàng cho khách hàng đầu tư luôn. Đó cũng là một lý do, cuối cùng là lý do thứ năm khi mà nhà đầu tư bước đến dự án này. Đây là giai đoạn mà mình mua đầu tư sinh lời tốt nhất cho khách hàng. Theo Giang được biết thì những nhà đầu tư thường hay chọn những dự án là giai đoạn đầu, nhất là đầu tư vào đất nền anh chị khách hàng nhé. Thì nếu anh chị khách hàng nào quan tâm thì có thể là đầu tư giai đoạn đầu này. Thì khi mà anh chị khách hàng quan tâm thì Giang hãy liên hệ với số điện thoại của Giang là 0914245855. Giang sẽ mời anh chị đến tham quan thực tế. Và bạn Nam đây là một chuyên viên tư vấn đến từ chủ đầu tư luôn. Thì bạn sẽ chia sẻ thông tin, rồi bên cạnh đó bạn sẽ cho anh chị khách hàng xem qua về hồ sơ pháp lý. Rồi anh chị khách hàng có thể chọn cho mình một trong những lô gọi là đất nền phù hợp đến nhu cầu đầu tư của anh chị trong tương lai. Thì cái thứ hai anh muốn hỏi Nam nè, là cái điều mà theo em thì mình đầu tư giai đoạn đầu thì tốc độ tăng trưởng nó có tốt hay không, và mức tăng trưởng nó là khoảng bao nhiêu phần trăm để cho những cái nhà đầu tư họ có thể lựa chọn và xuống tiền nhanh em ạ. Thì bên em là đây là giai đoạn đầu, thì ngày 9 tháng 1 này năm 2022 thì bên em sẽ mở bán. Thì giai đoạn 2 nó rơi vào tầm khoảng tháng 4 2022. Đó, thì nó tầm khoảng 3 tháng thôi. Bên em 3 tháng thì cái mức tăng trưởng á, tỷ suất nó làm tầm khoảng từ 15 đến 20% trong đợt mở bán tiếp theo. Đó, cho nên mở bán đợt đầu này bên em chỉ mở 350 nền thôi trong tổng số 1.800 nền. Khi mà bên em mở đợt 2 thì mức tăng trưởng là dự tính tầm khoảng 15 đến 20, nhưng mà có thể cao hơn nữa. Thì hồi sáng á, anh thì anh di chuyển từ quận 7 qua, và mấy lần di chuyển thì nó hơi là lòng vòng một tí. Thì theo em thì từ đây đến thành phố Hồ Chí Minh thì đi cái đường nào là nhanh nhất và ngắn nhất
em có thể là chia sẻ cho anh chị khách hàng cùng biết, để anh chị khách hàng khi mà muốn di chuyển xuống dự án chúng ta thì họ sẽ đi rất là dễ dàng, được không em? Dạ, dạ được. Nếu mà anh chị ở bên khu vực quận 5, quận 6 hoặc quận 10 đó thì anh chị chắc biết công viên Phú Lâm và có dòng xe Phú Lâm mà đúng không? À, công viên Phú Lâm thì anh biết. Dạ đó, thì nếu mà anh chị đi đường đó, đi thẳng một đường là đường Bà Hôm, anh chị đi thẳng luôn là đối với nó là tỉnh lộ 10. Là đi thẳng một mạch đúng rồi, một mạch luôn. À, có nghĩa là đường Bà Hôm chúng ta đi thẳng một mạch là lên tỉnh lộ 10 luôn nha mọi khách, anh chị các bạn nhé. Đi thì đi qua cầu Sáng tầm khoảng 200m thôi. Anh chị nhìn phía tay phải nó có để cái bảng là khu công nghiệp Đức Hòa Đông, khu nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông. À, thì chị quẹo phải vô là thấy cái dự án bên em nằm ngay mặt mặt tiền vành đai khu công nghiệp luôn. À, đó rất là tiện lợi anh chị khách hàng ạ. Mình từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mình tới ngay chỗ Phú Lâm, mình đi thẳng một mạch rẽ phải vô khu công nghiệp gọi là Hải Sơn Đức Hòa Đông thì anh chị sẽ thấy ngay cái dự án của chúng ta luôn. Và hiện nay thì giống như mọi người thấy phía sau lưng của Giang đây là một cái nhà điều hành của dự án Gardenburn City. Thì thông tin là được biết là ngày 2 tháng 1 2022 này thì chủ đầu tư sẽ cho mở cửa và đón khách thực tế để anh chị khách hàng có thể đến mình xem thực tế trên sa bàn để mình chọn ngay những cái lô đất phù hợp cho đầu tư trong tương lai. Hoặc là anh chị có thể sở hữu một cái lô đất ở những cái lô gốc chẳng hạn, anh chị có thể là sau này mình xây một cái biệt thự, một cái villa mình có thể là mình ở luôn. Và anh xin hỏi Nam thêm một cái điều thứ ba ha, thì theo anh được biết thì ở đây là xây dựng tự do. Yeah. Nhưng mà quá trình xây dựng như thế nào để mình sở hữu một cái căn nhà phố liền kề như thế nào, em có thể chia sẻ đến chị khách hàng cùng nắm qua rõ về cái quy trình quy chuẩn xây dựng được không em? À rồi, thì hiện tại á bên em là chủ đầu tư luôn. Khi mà khách hàng muốn xây dựng này kia thì thứ nhất là phải xin cái bản thiết kế, thứ hai là cái giấy phép. Còn đối với bên em chủ đầu tư có một ưu đãi đặc quyền khách hàng khi mua hàng chủ đầu tư là chủ đầu tư sẽ tặng một bản thiết kế riêng cho khách hàng. Đó, thì khách hàng có thể là làm theo cái mẫu thiết kế của chủ đầu tư, hoặc là nếu mà khách hàng có một cái gu thẩm mỹ nào khác, khách hàng có thể tự động mà làm cái bản thiết kế riêng cho mình. Tại vì cái dự án bên em là xây tự do chứ không xây theo khuôn mẫu, cho nên khách hàng có thể tự do sáng tạo hoặc trang trí cái căn hộ phù hợp theo cái sở thích và cũng như cái nhu cầu của khách hàng. Đó. À, anh cũng nghe nói là mình có một cái bản mẫu của bên chủ đầu tư họ thiết kế sẵn cho khách hàng đúng không em? Dạ đúng ạ. Thì cái đó thì chủ đầu tư có hỗ trợ xin giấy phép xây dựng cho mình luôn hay không? Có, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ xin giấy phép xây dựng cho mình luôn. Đó. Rồi, rất là hay anh chị khách hàng nhé. Nếu anh chị khách hàng nào sở hữu ngay một cái lô đất trong khu đô thị Gardenburn này thì anh chị khách hàng hoàn toàn có hai sự lựa chọn, hai option cho mình. Option thứ nhất là anh chị khách hàng sẽ được thiết kế những cái căn nhà phố liền kề theo cái thiết kế của chủ đầu tư, anh chị khỏi phải thuê đơn vị thiết kế, nó là cách nhanh nhất và chủ đầu tư hỗ trợ xin giấy phép cho anh chị luôn. Và cái điều đặc biệt mà Giang rất là thích ở cái dự án này là chủ đầu tư cho phép mình xây theo cái sở thích của mình luôn, là mình có thể thuê một cái đơn vị thiết kế và thiết kế theo cái phong cách riêng của mình để mình có một cái căn nhà theo cái chuẩn riêng về thiết kế, mình có thể sở hữu về màu sắc, tông màu, thiết kế theo nhu cầu của mình cho gia đình của mình luôn, cực kỳ là hay. Và chất lượng xây dựng nó cũng không phụ thuộc vào những cái dự án mà giống như mọi người đến là xây sẵn đó mọi người, thì chất lượng nó rất là kém. Thì mình có thể tự xây, mình tự chọn nhà thầu và chọn cái chất lượng xây dựng thì rất là ok để mà sở hữu một cái căn nhà phố về tồn tại lâu dài theo thời gian ha. Và anh chị khách hàng nào quan tâm thì hãy để lại số điện thoại qua cái đường link ở bên dưới phần mô tả, Giang có để đường link đăng ký. Anh chị để cái lịch này thì bạn Nam này sẽ hỗ trợ gọi đến và tư vấn và mời anh chị khách hàng đến tham quan thực tế tại vị trí dự án của chúng ta và tư vấn cho anh chị chọn được một căn ưng ý. Hoặc là anh chị có thể liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ hỗ trợ và cùng đi với anh chị. Nếu anh chị muốn, Giang có thể là cùng di chuyển anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh qua tới dự án của chúng ta để tìm hiểu dự án này. Và Giang từ ban đầu Giang đi vào á thì Giang thấy bên tay trái của chúng ta có khu đô thị Làng Sen, thì chắc anh chị cũng biết cái dự án đó. Thì từ khu đô thị Làng Sen cách mình khoảng chừng 300m thôi, rất là gần. Thì từ cái khu đô thị Làng Sen và khu đô thị Gardenburn này sẽ tổ hợp thành một cái khu đô thị lớn ở trong cái khu công nghiệp này, để sau này cái cư dân sẽ càng lúc càng đông đúc, giá trị bất động sản nó sẽ tăng lên rất là nhiều mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người tại khu dự án Gardenburn. Xin chào mọi người.